Xin chào các bạn đã quay trở lại video giới thiệu sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Danh Đặng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm đến từ thương hiệu Select, đó là Relay bảo vệ áp 900VPR. Các bạn cùng mình tiến hành mở hộp xem bên trong có gì nhé. Đầu tiên sẽ một catalog hướng dẫn bằng tiếng Anh. Tiếp đến là sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay, 900VPR. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm đóng gói rất kỹ lưỡng, có cả gói hút ẩm để bảo vệ sản phẩm tránh ẩm mốc. Mặt trước sản phẩm sẽ có tấm mica bảo vệ màn hình và phím nhấn chắc chắn, chấm bụi bẩn và va đập. Phía dưới sẽ có các chân cấp nguồn. Phía trên là các chân tiếp điểm ngõ ra. Mặt relay sẽ có tên thương hiệu, mã sản phẩm, các đèn báo và các phím nhấn cài đặt. Mặt bên sẽ có tên sản phẩm, sơ đồ đấu nối các chân, nguồn cấp, thông số tiếp điểm ngõ ra, các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm, xuất xứ Ấn Độ. Thì mình vừa giới thiệu sơ bộ về sản phẩm. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn để giới thiệu một vài thông số cài đặt để các bạn có thể nắm rõ hơn về sản phẩm. Để vào cấu hình cài đặt, các bạn ấn giữ cùng lúc hai phím lên và xuống. Đầu tiên, ta chọn mạng điện kết nối, ấn phím O và phím lên hoặc xuống để chọn mạng 3 pha 4 giây hoặc 3 pha 3 giây. Dùng phím lên hoặc xuống để cuộn qua các trang tiếp theo. RL1 là cài đặt giá trị bảo vệ của relay thứ nhất. OV là giá trị quá áp. Nếu bạn để on thì sẽ hiện bước tiếp theo để cài đặt giá trị quá áp. Để có thể cài đặt thì các bạn cũng chỉ cần giữ phím O và ấn phím lên hoặc xuống. UV là giá trị thấp áp. Bây giờ mình sẽ ấn thử off cho các bạn xem. Nếu các bạn để off, chương trình sẽ không hiển thị bước cài đặt giá trị thấp áp. OF là giá trị tần số cao. UF là giá trị tần số thấp. AS là giá trị mất cân bằng pha. BSQ là trình tự pha. BFL là mất pha. LCH sẽ là chế độ chốt. Như vậy, mình vừa giới thiệu xong các thông số cơ bản có trong 900VPR. Đương nhiên là không chi tiết. Nếu các bạn cần tư vấn thêm, có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình hoặc comment phía dưới, mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ sản phẩm tiếp theo của kênh mình nhé.